Phượng Mai Nhân Huỳnh mến chào quý khách. Khách ơi, thì hôm nay em lên tiếp lô số 6. Cây này là cây xoắn, thành phẩm chơi Tết. Và loại này thì em ghép cái gốc lắc lượng nha. Một cái gốc mai vàng lắc lượng. Thế rất là đẹp luôn. Đây, nó cong hình giống như chữ S luôn nha cả nhà. Rồi, cái tàn của nó là dáng bay. Và đặc biệt em thấy cây này là ôm nụ khá luôn nè cả nhà. Đây ha, đó, nó có những cái nụ nè. Rồi, em ghép được khoảng là 2, 3 mắt bo. Ở dưới này nữa là 4 mắt bo chính nha cả nhà. Và cả nhà xem nè, có chiều cao là 46, ngang là 68 và hoành là 13 ha. Còn hoành gốc là 28, cả nhà thấy cái gốc nè. Cái gốc rất là đẹp luôn. Cả nhà xem nha, còn cái độ xoắn nè. Xoắn mập ú ú luôn, cái này mình lấy bo cũng được luôn ha. Em kiểm tra là em thấy nó đang ôm nụ nè. Đó. Rồi quay vòng luôn, quay vòng luôn. Đây em để xa lên này cho cả nhà xem cái tàn nha. Đó. Cái tàn của xoắn nè. Mình cái này mình về mình lấy bo được nha cả nhà. Lấy bo mà vẫn còn giữ được cái dáng, còn không mình để lên trên bàn ha, thay một cái chậu đẹp nữa. Rồi cây mã số 30 này có giá là 1,5 triệu. 1,5 triệu em Huỳnh bao phí vận chuyển tới nơi cho cả nhà mình luôn ha. Xuống cây. Em lên tiếp mã số 31. 31 là cây này nó có dáng phơm cao cả nhà. Phơm cao nè. Cây này nó cao nhiêu? Cây 31 này có cái chiều cao là 78, ngang là 50 và hoành là 13. Đây cả nhà, quay vòng luôn. Em thấy bây giờ là nó tròn luôn rồi nè. Đó. Nhà kiểm tra xem ha. Cái bo sẵn nè, nó rất là to luôn. Cái này mình để trên bàn hết sảy luôn cả nhà. Rồi quay vòng luôn. Đó, có đế luôn nha cả nhà. Có nụ. Đây, từ từ chậm thôi. Đây nó ôm chi chít những cái nụ nè. Những cái nụ nè cả nhà. Rồi quay một vòng luôn. Quay vòng quay luôn. Đây cả nhà thấy ha. Cao, em xin nhắc lại nha. Cao là 78, ngang là 50 và hoành là 13 ha. Đó. Nó ra đều hết trơn cái bo sắn rồi đây. Rồi. Cây này có giá là 1,4 triệu nha. 1,4 triệu em Huỳnh bao phí vận chuyển tới nơi cho cả nhà mình luôn. Mã 31. Xuống cây. Cây cúc tư long nha cả nhà. Và cả nhà xem nè, các cái mầm nụ của nó u nu luôn. Đây, nụ quá chừng luôn nè. Và cây này là kịp chơi Tết. Mình lãi lá vào ngày 15 ha. Cái lá của cúc tư long khá to luôn. Đây, nút nụ quá chừng nè. Cái này cao là 59, ngang 60 và hoành là 13. Đây cả nhà. Đó, cây khá đẹp ha. Cả nhà xem nè, nó lắc lượng nè. Tạo thành một cái khối tàn tròn luôn á. Đó. Ngay chỗ này nè, nó bị cấn cái phần da nó tía cả nhà. Đó, nhưng mà không ảnh hưởng tới phần gốc ha. Gốc cũng khá đẹp nữa. Rồi, cây này nè. Mỗi cành là mỗi có hết cả mỗi nụ luôn nè cả nhà. Đó. Đây nha. Trời ơi, cây này mà nó nở một cái là rực trời luôn. Mặt hoa của cúc tư long nở phùng ha. Cánh hoa nó vung phùng rất là đẹp luôn cả nhà. Nhiều cánh nữa. Cây này nở rực trời luôn nha. Cả nhà xem cái cành ở giữa nè. Cành giữa ngọn nè. Đó, khá là đẹp luôn. Rồi quay vòng nha. Đó. Ai thích cái cây này alo cho em nha. Ghép gốc lát lộn. Đang có nụ và tàn đều nữa. Cây này giá là 1,3 triệu. 1,3 triệu em Huỳnh bao phí vận chuyển tới nơi cho cả nhà mình luôn. Khá đẹp luôn nha cả nhà. Rồi, xuống cây cúc tư long. Cây mai xoắn đẹp lắm cả nhà. Cây xoắn này nó có một cái kho thế là thế bay luôn rồi. Và hầu như là nó được ghép từ ở dưới cái thân giữa nè. Cả nhà xem nha. Đóng ở đây một cái mắt bò chính nè. Ở trên này là 2, 3, 4, 5. Tạo thành một cái dáng bay luôn. Và đặc biệt nó có đang ôm nụ nữa nè cả nhà. Đó. Rồi cây này là quá trời xoắn luôn nha. Đây. Cái chiều ngang của nó là tới 84 á cả nhà. Và cao là 49, hoành là 15. Đó, hoành gốc là 35 ha. Hoành gốc là 35. Rồi, cây 34 này rất đẹp nha cả nhà.
Đó, cái thế lắc lượng của nó như thế này đây. Sáng cực nhiều luôn, mình để vào vi vu luôn. Cái này có giá là 2 triệu chẵn, 2 triệu chẵn em Huỳnh bao phí vận chuyển tới nơi cho cả nhà mình luôn. Rồi và đây, cây này cũng là cây kết thúc video ngày hôm nay. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Rất là cảm ơn khách hàng đã theo dõi và ủng hộ kênh của Huỳnh. Mến chào và hẹn gặp lại.